Em cùng quay trở với kênh YouTube bên em, tiếp tục lên sóng cho em một sản phẩm lâng tiếng chính hãng của JB nhá. DAC68 hiện nay đang có mức giá khuyến mại 40% anh em ạ. Từ 1.900.000 đồng thì bên em xuống chỉ còn 1.100.000 đồng thôi với mẫu sản phẩm JB DAC68, một mẫu sản phẩm lâng tiếng chất lượng và hàng chính hãng của JB. Anh em hoàn toàn có thể kiểm tra hàng chính hãng thông qua việc chúng ta sử dụng mã QR ở bên trên để chúng ta check hàng nhá. Khi chúng ta sử dụng ứng dụng Zalo, các bác quét cho em mã QR này, chúng ta sẽ ra ngay với thông tin trang chủ của nhà JB. JB chính hãng thì dòng DAC6F đang là một trong những phiên bản nâng tiếng rất là cao cấp và chất lượng cho anh em. Hoàn toàn có thể căn chỉnh được tất cả giải bát chung chép theo cái sở thích cá nhân anh em sử dụng phòng hát gia đình. Thường anh em sử dụng âm ly ấy, chúng ta căn chỉnh các giải bát chung chép. Ví dụ như là âm ly ngon thì không sao, nhưng mà có những cái dòng âm ly hơi kém một chút, anh em sử dụng lâu rồi thì thường anh em căn chỉnh bát chép thì nó sẽ dẫn hiện tượng là rung loa hoặc là rú, thậm chí là nghe nhạc không được hay nữa. Và làm thế nào để chúng ta có thêm một tiếng chất lượng âm thanh, đặc biệt cái giải nhạc nó được đẩy lên, nó bốc hơn này, tiếng nghe nhạc sôi động hơn, tốt hơn, thì có thể là anh em hãy nghĩ ngay việc là nâng cấp thêm cho em đó là lớn tiếng nhá. JB DAC68 phục vụ anh em căn chỉnh rất là dễ dàng, chi tiết và các giải bát chung chép đơn giản nhất cho anh em. Đây là hình thức giao diện của JB DAC68 cho anh em, phiên bản màu đen rất dễ phối đồ. Và em phải nhắc đi nhắc lại, 1.100.000 đồng chắc hẳn là anh em đừng bỏ qua lên cơ hội này. Một con hàng chính hãng giá 1.900.000 mà xuống đến 40% cho anh em thì anh em nắm bắt ngay để chúng ta sở hữu quay cho mình con lớn tiếng rất là chất lượng nhá. JB dạy bát, dạy tiếng, chép, chế độ nhạc thì nó hiển thị hết góc tay trái màn hình em đây ạ. Anh em có thể căn chỉnh với loa bên trái, chuyển đổi tần số từ 50 cho 100Hz, in máy bát để thông qua lâm tiếng để đẩy tiếng nhạc lên cao. Âm lượng tổng thì có thiết kế đèn led loa trái đây, loa phải đây. Toàn bộ tính năng loa phải cũng giống như bên loa trái vậy, bát, chung chép, chế độ nhạc để anh em có thể căn chỉnh dễ dàng nhất. Thêm nữa là việc chúng ta sử dụng lâm tiếng thì đương nhiên anh em có thể hoàn toàn nâng tiếng súp ở trên lâm tiếng nhé. Có thêm chế độ cắt súp và tổng súp mặt trước nữa, anh em có thể ghép súp trực tiếp mặt sau cho em để chúng ta lâng tiếng súp lên. Với việc sử dụng tất cả đường dây kết nối lấy nhạc, anh em có thể lấy nhạc qua USB, cổng quang, Bluetooth hoặc đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau, các bác thấy không ạ? Giao diện đẹp mắt nhưng mà phải đồng nghĩa việc là tiếng chất lượng âm thanh hay cơ. Các bây giờ cùng với em trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh của JB DAC68 nhá. Trong quá trình test, một cái lúc rất là quan trọng anh em nhớ cho em là phải sử dụng đó là IMAP. Chúng ta phải nhấn đèn hiện đỏ. Khi mà các bác em nhấn đèn hiện đỏ như thế này, đây, tức là đã thông qua lâm tiếng. Còn khi mà các bác để lại đèn tắt qua nhạc ra thì nhạc sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu của thiết bị âm thanh cơ bản. Chắc chắn là tiếng nhạc nó sẽ không được cải thiện khi chúng ta không ấn vào IMAP. Bây giờ thì cùng với em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của bộ sản phẩm này các bác nhé. Qua lưng này, không qua các bác. Khi mà chúng ta bỏ IMAP đi, các bác nhìn đèn tắt đây ạ, nhạc quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu. Qua lâm tiếng, không qua, qua lâm tiếng, ok, các bác đã được trải nghiệm tiếng chất âm thanh của sản phẩm JB DAC68. Các bác thấy sao ạ? Nhạc, tiếng nhạc được thay đổi, cải thiện hơn rõ nét rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng bằng thiết bị âm thanh thông thường, đặc biệt là với âm ly và nghe nhạc. Và đương nhiên là khi chúng ta sử dụng lâng tiếng JB DAC68, anh em có thể hoàn toàn căn chỉnh giải bát, tính đánh giá tốt, được khỏe như đầu video này, rồi giải lời hay là giải chép nó sáng hơn hẳn so với chúng ta nghe nhạc bằng thiết bị âm thanh thông thường. Và anh em có thể chuyển đổi cái chế độ tần số để hỗ trợ cho cái loa bát của loa full, thường là sẽ là tiếng lời, tiếng bát full nó sẽ đánh tốt hơn, tiếng lực khỏe hơn, tốt hơn, tiếng nhạc âm thanh sống động và bay bổng nhất cho gia đình. Anh em nào đang cần có một con lâng tiếng để cải thiện về cái chế độ nghe nhạc, muốn căn chỉnh phối nhạc theo ý thích riêng của mình, hãy sử dụng cho em lâng tiếng JB DAC68 nhé, với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất trong ngày hôm nay 1.100.000 đồng. Và các bác anh em liên hệ theo số điện thoại bên Tùng 0976 29336 để có ngay mẫu sản phẩm lâng tiếng hàng chính hãng của JB, phục vụ cho anh em nghe nhạc sôi động bay bổng với phòng hòa gia đình. Video của em Tùng xin dừng lại tại đây, gặp các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.